Vâng, em xin mời các bác xem một vòng của đôi loa súp JBL, mã số là SJX728. Đôi loa sử dụng hai bát 5 gây từ leo, coi 76 và là dòng coi 2 tầng. Và thưa các bác thân mến, em xin được chào bán cái giá tốt nhất cho toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc. Và thưa các bác thân mến, những đôi loa súp này nó thuộc của phân khúc đời rất là cao cấp và rất là hiếm của công ty JBL. Đôi loa súp này khi các bác sở hữu thì nó có một cái âm thanh hay vượt trội và nó thể hiện được đẳng cấp của người chơi. Với những đôi loa này các bác sở hữu để sử dụng cho phòng karaoke kinh doanh, trong những chuỗi KTV lớn, phòng karaoke gia đình và anh em đi làm sự kiện, nói chung là tất cả mọi việc đều rất là hoàn hảo các bác nhé. Thì thưa các bác thân mến, về phần giá cho đôi loa này thì em xin phép giới thiệu và chào luôn với cái giá là trên 40 triệu đồng. Các bác sẽ sở hữu đôi loa JBL có mã số là SJX728, 2 bát 50, từ leo, coi 76 và là dòng coi 2 tầng ạ. Thùng gỗ, sơn sần cát màu đen. Nhìn nó đã đẳng cấp rồi đúng không ạ? Và để có cái giá tốt nhất hay là những chương trình khuyến mại giảm giá như nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua các số máy trên tấm biển các bác nhé. 0365888988, 0368891555, hoặc là các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để giao lưu, kiểm tra, trải nghiệm và mua sắm ạ. 2 bát 50 từ leo, coi 76. Các bác thân mến, em xin được khẳng định 100% với các bác cùng mọi người đó là loa này sử dụng coi 76 các bác nhé, chứ anh em trên thị trường đều giới thiệu là coi 100 là không đúng. Em xin được khẳng định 100% dòng loa SJX728, mã số loa bát là 2268HPL này là sử dụng coi 7,6 và là dòng coi 2 tầng. Ok chưa? Made in Wood A, sử dụng mã loa bát là 2268HPL. Ok chưa? 2268HPL. Loa đẹp, zin, đẳng cấp. Và em sẽ test âm ở video sau, mời toàn thể các bác cùng tham khảo nhé. Em sẽ dành riêng vị trí này để test những đôi loa JBL cho toàn thể các bác cùng trải nghiệm. Hiện tại em đang sở hữu cũng như là đang chào bán tới các bác những model rất là cao cấp của JBL. Ví dụ như là JBL 725 của đời SJX, 2 bát 40 từ leo, coi 7,6 và là dòng coi 2 tầng. Em đang có 525 MRX, hàng còn nguyên cả thùng xốp các bác nhé. Hàng còn nguyên cả thùng xốp, rất đẹp. Và em đang có 712 của JBL. Em đang có 838, 938. Nói chung là rất nhiều các bác nhé. Các bác có nhu cầu muốn mua những đôi loa JBL, hàng đẹp, xuất sắc và di nguyên bản thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Và em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác nhé. Em quay phần thùng nữa. Đây là bát của nó các bác nhé. Đây phần thùng nó này. Thùng của nó hay là dòng thùng gỗ thì không bao giờ có hiện tượng là nó bị hỏng, bị hư rồi, nên là mọi người cũng không cần phải kiểm tra quá là sâu sắc và quá là kỹ đâu ạ. Ok chưa? Các bác thân mến nhá, mã số loa bát là 2268HPL. 2268 là dòng bát 4 số, đuôi HPL là những quả bát ở đời rất là cao các bác nhá. Ok chưa? Tất cả đều đuôi HPL và tất cả đều là USA. Và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.